nay mình làm lạc xưởng á nè mẹ. Dạ. Dạ đang bỏ bịch. Nay có bịch ngọt xuống rồi nè chị chưa. Rồi em thương hai bịch chị nữa ký nha. Cái này nó bị rỗi chút nè, tháo ra mẹ. Rồi vô bịch nè, ký dễ thương quá. Lạc xưởng truyền thống tôm khô. Cho lắm. Con giới thiệu đi, được mấy chiếc. Ở đây là nó giống cái gói xúc xích nè. Ừ, giống gói xúc xích ha. Này có 6 cái nè. Còn bịch lớn là bao nhiêu cái nè? Hả? Bịch lớn nhiêu cái nè? Bịch lớn 12 cái, 11 cái. Để theo bịch xưởng lớn nhỏ. Còn bịch nửa ký được 6 cái nè. Chọn được 6 cái cho nó đẹp ha. Dễ thương quá ha, xin hả? Xin hồng. Theo là nửa giá của cái này. Đúng rồi. Này là 12 cái này nửa giá, nó là 6 cái. Đúng rồi. Con này để chân cơm cho sinh hồn nè. Dạ. Ăn cơm chiên nha. Dạ. Lời lỗi nhận biết có cái đó để chân cơm được. Đây là nhét bỏ lịch sử vô bịch. Ớ quà thì đang đốt chung đóng gói nè. Dạ. Nó hút chung không nè. Nhiều cái nữa. Nhiều con. Nhiều cái nữa. Cũng bụng bụng rồi đó. Bụng xong rồi nè. Dễ thương quá ha con. Dạ. Đẹp hả? Dạ. Mẹ ơi. À, một lát để anh gắn nha. Nha, xe này xe gì xe hả? Xe này xe gì? Ừ. Rồi chơi đi nha. Trái lên. Có hai trái, còn cái bịch nó nhỏ quá. Con trái nó lạnh không vậy? Mình tưởng bịch nhỏ là để hai cái hai bên xong rồi để thêm hai cái trên nữa. Giờ là cắt xong rồi. Cắt xong rồi nè. Dạ. Rồi vô hay nè. Đây là bao nhiêu thịt, bao nhiêu mỡ nè. Cái này thêm một miếng tiêu. Tiêu. Cái không có tâm tiêu không? Dạ không. Tiêu giờ nó ra hơi cay cay. Cả nhà đang chơi gì đó? Đâu đây có nhiều xe cứu quả. Bao nhiêu? Đây là chiếc xe thứ mấy? Rồi chiếc này. Chiếc màu xanh đó xe nè. Nè chiếc thứ mấy? Màu. Còn chiếc màu đỏ. Cái này. Rồi xe xúc đâu? Xe bồn đâu? Mẹ này mẹ tặng hay là sinh nhà lấy? Cái này mẹ tặng hay sinh nhà lấy? Mẹ. Nữa nhà tự lấy hay mẹ cho? Tự lấy. Tự lấy. Đừng có lấy của mẹ, chừng nào mẹ cho thì mới lấy. Đẹp quá ra nè. Hả? Đâu nào sửa chữa đâu xin nè. Không có bộ dụng cụ sửa chữa đâu nè. Rồi, cái này là gì? Đồ gắn. Cỡ này là gì? Ớ. Cái này là gì? Tiếp theo. Không có. Cái này là sao nè?
bảy cc.